Xin chào các bạn đến với kênh kia xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp địa hình Rojava, là dòng xe đạp khung nhôm sử dụng vành bánh là 27,5 inch và bộ cấu hình cũng cực kỳ là chất lượng của dòng Shimano, đó là Shimano DOG M6000, 10 lít 3 đĩa, đùi đĩa chụp rỗng. Khung của xe là khung nhôm các nhá, form dáng rất là đẹp, nó cong về phía trước, tạo cảm giác là cái khung trên nó nhào về phía trước này. Đó, rất là đẹp. Dây thì toàn bộ chạy âm sườn này. Đấy, thương hiệu Rojava. Lớp sơn xanh dương. Và logo thì được làm chữ kiểu chữ bóng. Rất là đẹp. Model của xe là DX5 các bác nhé. Đấy. Dây chạy âm sườn này. Với những cái dòng đề đời mới này thì nó phải có một cái lỗ bắt dây ở đây các bác nhé, thì nó mới dùng được cái đề này. Điều gì, dòng này là dòng 6000, 10 lít và 3 đĩa. Dòng 6000 này nó có chữ Dynasys đây các bác nhé, và nó có một cái khóa tầng đây này. Khung gióng rất đẹp, bác có thể nhìn này, khung sườn này, form dáng rất đẹp, và cộng với cả là bánh 27,5 nữa, nó tạo cái dáng xe rất là chất. Cấu hình cũng cực kỳ là tốt rồi, full hết một set Shimano DOG, cộng với cả tay phanh dầu của Shimano nữa. Và nó có một cái khóa hành trình giảm sóc trên tay lái luôn các bác nhé. Giảm sóc đây là giảm sóc dầu thủy lực cũng zin theo xe luôn. Đấy, ống sóc màu đen này, rất là đẹp. Vành 27,5 inch, sử dụng lốp Kenda, bản lốp là 275x2.10 các bác nhé. Con xe này mà các bác đạp leo núi thì cực kỳ ngon, cấu hình cao và bánh 27,5, khung sườn, form dáng rất là đẹp. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 38 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe có cái gióng ngang nó khá là dài thì nó sẽ phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 thì phù hợp. Chuyển động rất ngon các bác nhé, bộ DOG dòng đời mới này. Cực kỳ là nhạy lên xuống này. Hầu như là rất không có lỗi lầm.
Xe thì đang được bán bên em mức giá là 9 triệu 800 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.